Nợ công đầu người Việt Nam là khoảng 33 triệu. Tôi nói bạn, vấn đề nợ công là cũng dễ thôi. Ở các nước trên thế giới thì nó giải quyết nợ công thế này. Một quốc gia muốn phát triển thì nó phải vay. Nó phải vay mượn để gì? Nó vay mượn để nó phát triển. Như đang trong lúc này người ta đang cần cái đường cao tốc từ thẳng luôn từ Hà Nội dài tới miền Tây này luôn. Chúng ta không có tiền. Nhưng chúng ta khẳng định rằng chỉ cần giao thông mà được thông suốt thì việc vận tải hàng hóa sẽ tốt, và như vậy thì phát triển kinh tế người dân sẽ được ổn hơn. Do đó cho nên nhà nước mới vay để làm cái con đường đó và bắt đầu trả dần. Đầu tiên chúng ta vay theo kiểu giống BOT, nghĩa là chúng ta vay để chúng ta xây dựng và chúng ta trả dần trả theo năm. Nó là cái con đường này mới trả cho người năm 20 năm, trả cho nó xong. Rồi trả cho nó xong rồi nó con đường đó mới là của ta. Mà nếu như mà trong 10 năm 20 năm không xong, nó yêu cầu thu tiếp, nếu ta không chịu thì chúng ta lấy cái công ty Việt Ten nó ra trả cho nó, lấy cái mỏ dầu Bạch Hổ ra trả cho nó, đúng không? Nợ công thì lấy của công trả. Cho nên ở đây các bạn nói những món nợ công mà các bạn không chịu trả thì sau này chúng ta mất tài sản quốc gia, ráng chịu. Các BOT nó hoạt động là trên cơ sở đó. Dĩ nhiên có những cái BOT nó hoạt động chưa đúng, có những cái nó còn bất cập thì các bạn cứ đấu tranh, tôi không phản bác, tôi chỉ nói rằng các bạn đấu tranh sao cho tốt, chứ không phải là chặn BOT lại làm cho không ai chịu được nổi. Tôi nói các bạn một lần cái trạm BOT nào mà nó bị kẹt một cái rồi, tôi nói các bạn đừng có nói tới chuyện xe cứu thương, xe cứu hỏa nào chạy được. Cho nên là để giải quyết một cái vấn đề như là nợ công chẳng hạn đi, người ta phải lấy cái của công ra ta trả. Nhưng của công là gì? Đến hạn mà các bạn không trả không được, nó lấy của bạn tài sản quốc gia bạn. Ví dụ như nó yêu cầu bạn đưa công ty Việt Nam cho nó, ví dụ như nó nếu như là gán nợ trong vòng 10 năm 20 năm doanh thu công ty Việt Nam này toàn bộ nó lấy hết, chừng nào đủ hết số nợ đó thôi nó trả lại. Còn bây giờ công ty Việt Nam đó là của Việt Nam chúng ta thì bây giờ này công ty Việt Nam làm ăn lời bao nhiêu, trả lương nhân viên xong hết rồi, đóng thuế xong hết rồi, đóng thuế vô ngân sách đàng hoàng, nuôi nhân viên, nuôi hàng trăm hàng ngàn nhân viên xong hết rồi, tạo công việc làm cho biết bao nhiêu con người trong công ty này xong hết, thì bây giờ công ty Việt Nam này vẫn là tài sản của nhà nước ta, vẫn là tài sản công. À, nhưng mà bây giờ nếu mà nợ công chúng ta nhiều quá trả không nổi thì phải lấy của công này là đem ra trả. Cho nên ta mới nói ở đây mỗi quốc gia trên thế giới đều có nợ công, quan trọng là cái kế sách phát triển kinh tế của đất nước đó và cái món nợ vay đó nó làm sao để tạo nên cái hiệu quả kinh tế để có thể trả được cái số nợ đó thật mau thì chúng ta bớt đi nợ công. Và hiện tại đất nước ta là một đất nước đang trong quá trình phát triển, chúng ta cần xây dựng nhiều thì dĩ nhiên nợ công nó nhiều. Đến khi chúng ta đã xây dựng hoàn chỉnh và bắt đầu khai thác để thu lợi thì lúc đó các bạn sẽ thấy nợ công chúng ta nó giảm đi. Còn hiện tại là chúng ta đang cố gắng vay mượn để xây dựng, chúng ta cố gắng vay mượn để xây dựng. Nếu chúng ta không có một cái nơi nào đó, ví dụ như ta không xây dựng được một cái công viên tượng đài, chúng ta không xây được một tòa nhà quốc hội lớn hiện đại, chúng ta không có được những cái trụ sở để có thể tiếp được khách nước ngoài, vậy thì khách nước ngoài đâu thèm tới. Chúng ta phải có cơ sở hạ tầng ổn định, ví dụ như là các khu công nghiệp phải có nơi thoát nước nè, nơi thoát nước thải, nơi thoát nước mưa, rồi chúng ta có tất cả các đường điện thế này thế khác, đường điện trường trạm, để khi nhà đầu tư nước ngoài đến nó vô là nó thấy chỗ này đầy đủ hết rồi, tôi đến đây tôi sản xuất hàng hóa xong, đường xá nó thông suốt, tôi vận tải hàng hóa ra cảng, ra sân bay, chuyển tải đi tất cả các nơi trên thế giới, thế là tôi thấy ở Việt Nam đầu tư tốt, hạ tầng tốt, tôi đến đây tôi đầu tư, và tôi do đến đây đầu tư giải quyết được hàng chục ngàn lao động cho Việt Nam. Và thậm chí là cung cấp hàng hóa cho Việt Nam, Việt Nam có mặt hàng giá rẻ, bởi vì không cần phải nhập ở đâu cả, nó sản xuất ra xong cung cấp tại chỗ luôn, chúng ta khỏi phải nhập ở đâu cả, chúng ta lại bớt đi việc tiêu thụ cái đô la ngoại tệ.
Và nhân viên, và nhất là cái việc là gì đó là chúng ta có được, chúng ta có được một lượng lao động lớn, nghĩa là nguồn lao động chúng ta được giải phóng. Và nhất là kỹ thuật công nghệ của nó mang đến chỗ chúng ta cách điều hành quản lý hiện đại tốt nhất ở nước ngoài đem tới chúng ta. Cho nên là đầu tư cơ sở hạ tầng là cái việc làm hết sức chính xác. Và dĩ nhiên là khi chúng ta đầu tư về cơ sở hạ tầng tốt thì chúng ta buộc phải nợ công nhiều, không? Rồi đến một ngày chúng ta sẽ thu lại các món nợ công này. Cái điều quan trọng là chúng ta phải quản lý cho được, quản trị cho được cái món nợ công này, nghĩa là không để thất thoát, không để bị tham nhũng mà mất đi. Ở đây tôi nói thẳng ra là vấn đề tham nhũng là vấn nạn của đất nước, không phải của đất nước ta. Các bạn đừng nói là đất nước Việt Nam, chỉ có Việt Nam mới tham nhũng. Khắp nơi trên thế giới này nước nào cũng tham nhũng. Nhật nó cũng tham nhũng, Mỹ nó cũng tham nhũng. Nó cho cái tỷ lệ bao nhiêu thôi. Như ở Việt Nam đi tham nhũng là 50%. Tôi cho rằng bây giờ tự đánh giá thôi chứ tôi cũng không biết nó nhiêu. Như tôi tại Việt Nam cho tham nhũng 50%, một công trình là 500 triệu nữa tham nhũng 250 triệu. Tôi ví dụ vậy đi. Như ở Mỹ có không? Ở Mỹ nó cũng chấp nhận 15%. Theo một thống kê hôm rồi tôi được xem thì ở Nhật nó cũng chấp nhận khoảng 30%. Mỹ 15%. Tất cả cái con người chúng ta đều có cái lòng tham. Quan trọng là cái công cụ quản lý, cái chính sách quản lý của chúng ta nó tốt chưa? Không? Các bạn thấy những cái nước như những nước nghèo chúng ta thì chắc chắn là các bạn xoáy vô tham nhũng chứ xoáy cái gì? Bởi vì người ta cần nhu cầu vật chất. Một người nghèo là cần nhất cái vật chất. Cho nên người ta mới nói là phải cải cách tiền lương để làm sao cho nâng lương của người lao động lên, để chi, để người lao động không có phí giờ làm. Giống như các bạn bỏ công sức lao động của mình ra và được trả lương xứng đáng, các bạn đâu có tham lam. Tôi ví dụ các bạn, như các bạn bỏ công sức lao động của mình ra là để đạt được, nuôi được vợ con, tích lũy được để có thể làm giàu gia đình, tháng sống được chỉ vàng, tôi nói chẳng hạn thế. Thì các bạn thấy tốt không? Còn nếu như các bạn thấy là một ông cán bộ địa chính đến ủy ban xã làm việc mà bây giờ lương không đủ thì cuối cùng ra là làm địa chính ăn gì, làm địa chính ăn đất chứ ăn gì. Thế cho nên sẽ ký bậy, tham mưu bậy cho chủ tịch. Đấy, lôi chủ tịch vô, chủ tịch ơi ký cái đi, mình được 10 triệu, 20 triệu là chủ tịch. Chủ tịch ký vô rồi thì tất cả đi tù thôi. Nếu mà may mắn thoát được vài vụ hoặc là thoát được vài ba năm thì coi như là làm giàu. Ở đây chúng ta thấy là trước nay chúng ta quản lý vấn đề đó chưa tốt, nhưng thời gian vừa qua chúng ta thấy cái cải cách hành chính ở Việt Nam chúng ta là cực kỳ tốt. Chúng ta cải cách hành chính bằng cái một cửa, bằng chính sách một cửa, nghĩa là các bạn nộp hồ sơ vào nơi đó, không đủ hồ sơ không nhận, đủ hồ sơ rồi hẹn bạn ngày giải quyết. Các bạn chỉ đến ngày đến giờ là các bạn đến nhận kết quả thôi. Không phải gặp cán bộ địa chính, không phải gặp ông chủ tịch nào. Các bạn thiếu sót cái gì, nó gọi điện báo các bạn này, anh thiếu cái vấn đề ABC này, cung cấp hết cho tôi, rồi tôi giải quyết cho anh. Thế cho nên là ở thành phố Hồ Chí Minh nó có cả cái phong, có cả cái chủ trương đó là đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cái, đối với cán bộ. Chính vì vậy nên là khi ta đánh giá sự hài lòng của người dân thì ta thấy rằng người dân là đánh giá cán bộ nào làm việc chưa tốt thì chắc chắn cán bộ đó không còn có thể tại vị được. Ở mỗi địa phương cứ mỗi 6 tháng người ta Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến nhân dân về tín nhiệm của các bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương. Như thế ông địa phương nào làm không tốt chắc chắn là sẽ bị di dời đi chỗ khác. Cho nên ở đây cho thấy càng ngày xã hội ta, cái công cụ quản lý xã hội ta nó ngày càng tốt đi, thì như thế cái tham nhũng nó bớt đi. Và vì vậy cho nên là cái vấn đề ở đây chúng ta thấy là khi chúng ta vay mượn nước ngoài, chúng ta quản lý tốt cái nguồn vốn vay để chúng ta phát triển kinh tế đất nước, chúng ta phát triển cơ sở hạ tầng đất nước, thì điều đó sẽ làm cho nước ta phát triển. Và thời gian qua chúng ta đã làm rất tốt, cũng như việc phát hiện các cái vụ án tham nhũng lớn trong suốt thời gian qua đã chính là một cái công trạng rất là to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà tôi nói các bạn rằng tham nhũng nó giết không phải chỉ ở đất nước chúng ta, mọi nước trên thế giới đều chết vì tham nhũng cả. Đất nước nào mà bài trừ được tham nhũng thì nó mới trường tồn. Và ngày hôm nay chúng ta thấy được cái chủ trương
chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta rất mạnh mẽ, đi đúng hướng, chính xác, không có vùng cấm, cấp nào cũng xử, cấp trung ương xử hơn cấp trung ương. Thế ta thấy rằng cái ưu việt của nhà nước ta đó là gì? Biết nhìn ra ưu điểm để phát huy và biết nhìn ra khuyết điểm để khắc phục. Đó chính là cái cơ chế nhiệm kỳ có báo cáo, có phương hướng và có khắc phục những cái khó khăn, khắc phục những cái yếu kém. Đó chính là cái ưu thế của đảng và nhà nước ta. Đó là sự tổng kết trong quá trình thực hiện xây dựng chế độ. Người ta tổng kết lại xem là mình đã làm được cái gì, chưa làm được cái gì, và qua đó người ta đưa ra cái phương hướng để trong nhiệm kỳ kế tiếp, trong thời gian kế tiếp sẽ đấu tranh như thế nào, sẽ xây dựng như thế nào. Và rõ ràng thời gian qua các bạn thấy nhiều nhóm quần chúng của chúng ta đã bắt đầu tham gia nhiều về chính trị, nghĩa là chúng ta không đứng ngoài chính trị, mọi người dân đều không đứng ngoài chính trị. Và việc chúng tôi lên trên mạng xã hội này nói về vấn đề chính trị là việc rất bình thường, chỉ có điều là góp ý xây dựng hay là xuyên tạc bịa đặt để chống phá. Và hiện tại các bạn thấy sắp tới 19 giờ rồi, cái anh Phan Hùng chuẩn bị lên live stream.